Điểm thi TOEIC vừa rồi của mình là 935 điểm. Cái việc học ở đây đó thì nó đã giúp cho mình có một cái nền rồi, nên cái việc mà mình tự luyện thi ở nhà nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình đang làm những công ty của Nhật. Công ty mình thì có thêm một cái là incentive cho nhân viên, nên nếu mà mình đạt được một cái số điểm TOEIC cao á, mình có thể thêm một cái incentive đó. Ngoài ra mình cũng muốn là có thêm chứng chỉ tiếng Anh đó để cho chứng minh cái năng lực của mình, giống như là mình tạo một cái động lực để mình học tiếng Anh. Sau khi học thầy Nguyên, mình cảm thấy là mình muốn xem thử là cái khả năng tiếng Anh của mình tới đâu, và mình tham dự cái workshop của thầy và mình thi TOEIC. Điểm thi TOEIC vừa rồi của mình là 935 điểm. Thì mình thấy là cái việc học ở đây đó thì nó đã giúp cho mình có một cái nền rồi, nên cái việc mà mình tự luyện thi ở nhà nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì ví dụ như mình có thể chép chính tả để mà mình luyện cái kỹ năng nghe của mình, rồi mình đọc những cái quyển sách để mình luyện cái kỹ năng đọc của mình. Khi mà mình luyện đề, mình cũng áp dụng những cái kỹ năng đã học ở CV English. Mình sẽ giải đề mỗi tuần như vậy, thì cái việc đó nó giúp cho mình có một cái kỹ năng phản xạ với cái đề luôn. Thấy thầy một người rất là vui tính. Thầy lúc nào cũng tạo tiếng cười trong lớp, và thầy đặc biệt thầy chỉnh phát âm của tụi mình rất là nhiều luôn. Có những lúc mà tụi mình phải giải bài trên lớp, cho dù là tụi mình chỉ cần đọc một câu thôi, thầy cũng chỉnh rất là kỹ, nên tụi mình sẽ không nhớ những cái lỗi sai đó để mà không mắc mình sai. Cái lúc mà mình thi những cái kỳ thi như là TOEIC hay là IELTS chẳng hạn, thì không hẳn là bạn tìm cái cách để mà mình giải mẹo, giải một cách máy móc, mà mình nghĩ là đã là học ngôn ngữ thì mình cũng nên xây một cái nền cho mình trước, vừa thông thạo cái ngôn ngữ đó mà cái chứng chỉ đó cũng là một cái để mà chứng minh cái khả năng của bản thân mình. Nice.